dây thép thôi. Đập đánh sắt thôi. Hả? Đánh bằng sắt nhá. Nước mới là xuống đây, xuống đây. Đừng có nước mới tinh mà. Vừa vừa. Rồi. Mới tinh mà. Rồi đứng ra. Không để thôi. Không buộc sắt dây. Không dây nào để đo thằng bắn xuống nào. Đây là đo độ dốc của mái. Đây là bắt đầu đo từ trên đo xuống thì đo lấy mặt phẳng này, mặt bê tông nha. Dốc của bê tông. Ừ. Đây là mặt bê tông đến đấy luôn. Thế là bao nhiêu phân hả chú? 15 phân. Mười lăm phân mái nha các bạn ạ. Nó làm cả cái chân chó nữa chú ạ. Cái chân chó trống này nó không kê gạch kê đá như mình đâu. Cái kiềng. Cái kiềng đấy. Kiềng trống đấy. Như đây là kê đá 1-2. Tiết kiệm sắt gia chủ đúng không?